EU thông qua quyết sách lịch sử, bùng nổ mặt trận mới, Nga nổi giận. Nguyên Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cảnh báo nguy cơ về thế chiến thứ ba. Nga tung 3 vạn binh sĩ cùng hỏa lực dữ dội, diệt gọn quân đội Ukraine. Latvia gửi lô hàng hơn 500 máy bay không người lái tới Ukraine. xung đột Ukraine bị tác động ra sao nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng? Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn Anadolu mới đây đưa tin, Hội đồng Liên minh châu Âu vừa phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 10 triệu euro, tương đương 10,8 triệu đô la Mỹ cho lực lượng vũ trang Armenia dựa theo cơ chế hòa bình châu Âu EPF. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử EU đồng ý phân bổ viện trợ quân sự từ EPF cho Armenia. Mục đích là tăng cường năng lực hậu cần của lực lượng vũ trang Armenia, góp phần cải thiện khả năng bảo vệ dân thường trong các cuộc khủng hoảng và trường hợp khẩn cấp. Theo đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU, Joseph Borrell, Biện pháp này cũng giúp tăng cường khả năng phục hồi của Armenia và để nhanh khả năng tương tác của lực lượng vũ trang nước này trong trường hợp tham gia các nhiệm vụ và hoạt động quân sự quốc tế trong tương lai, bao gồm cả các nhiệm vụ do EU triển khai. Không lâu trước khi EU đưa ra quyết sách trên, Mỹ đã triển khai quân và khí tài tới Armenia, tham gia cuộc tập trận quân sự Eagle Partner 24 diễn ra trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 7. Theo thông tin trên website chính thức của lục quân Mỹ, quân số của cả hai phía có thể lên tới hàng trăm binh sĩ. Theo tuyên bố từ bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Armenia, cuộc tập trận có sự tham gia của các binh sĩ thuộc lữ đoàn gìn giữ hòa bình của lực lượng vũ trang Armenia, quân đội Mỹ ở châu Âu, châu Phi và lực lượng vệ binh quốc gia Kansas. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Armenia cho hay, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường các hoạt động nhằm ổn định tình hình giữa các bên xung đột trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tăng mức độ tương tác giữa các đơn vị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế trong khuôn khổ hoạt động gìn giữ hòa bình trao đổi các kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực chỉ huy và liên lạc chiến thuật, cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị của Armenia. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Uzgazeya xác nhận rằng trong thời gian tới, đại diện lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tới làm việc tại Bộ Quốc phòng Armenia. Điều này cũng cho thấy một dấu mốc lịch sử, đó là Armenia đã bước vào giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Bình luận về các động thái của Mỹ và EU, tờ Kamhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các chuyên gia nhận định Mỹ đang mở mặt trận phía nam chống Nga thông qua Armenia. Giới phân tích thổ nhĩ kỳ cho rằng Washington đã nhiều lần tìm cách mở mặt trận phía nam gần các vùng biên giới của Nga, tận dụng tình thế ở Georgia, nơi vừa bùng phát bạo loạn vì đảng cầm quyền thông qua luật đặc vụ nước ngoài bị cho là lấy cảm hứng từ Nga nhưng không thành công. Giờ đây, Washington đang chơi quân bài Armenia. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mijoyan đã được mời tới hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Australia cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời tuyên bố bắt đầu giai đoạn chiến lược mới trong quan hệ mỹ armenia Cùng Hurriyet viết, theo tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, động thái của Mỹ nhằm hướng tới mục tiêu kép, mở mặt trận phía Nam chống Nga và chen vào tam giác Astana gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran. Về phía Nga, phản ứng trước cuộc tập trận của Mỹ, Armenia, người phát ngôn Maria Zakharova cảnh báo rằng sự hiện diện của quân Mỹ ở Nam Caucasus chỉ châm ngòi thêm cho tiềm năng xung đột vẫn còn ở ỉ trong khu vực. Theo bà Zakharova, mục đích chính của phương Tây là tạo bàn đạp để thực hiện các dự án địa chính trị trong khu vực. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Nga luôn và vẫn luôn cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với đồng minh, trong đó có việc đảm bảo an ninh cho Armenia. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng, điều quan trọng là Armenia có cam kết thực hiện các nghĩa vụ của một đồng minh hay không. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tại một hội nghị quân sự tại London, Anh hôm 22 tháng 7, tướng Valery Zaludny, tân đại sứ của Ukraine tại Anh, người từng giữ chức tổng tư lệnh quân đội nước này, đã cảnh báo về khả năng xảy ra thế chiến trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ông Zaluni cảnh báo liệu nhân loại có sẵn sàng chấp nhận một cuộc thế chiến thứ ba hay không? Nếu muốn hòa bình, cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Thời gian không còn đứng về phía chúng ta nữa. Đồng thời kêu gọi anh và các đồng minh cần phải thức tỉnh và ưu tiên cấp bách về phát triển công nghệ quân sự mới. Vị tướng này cũng cho biết cần phải kết hợp kinh nghiệm tác chiến của Ukraine với các nguồn lực và nghiên cứu của phương Tây thì mới có thể tạo nên đột phá trên chiến trường. Tuyên bố của ông Zaluni được đưa ngay sau khi có thông tin cho rằng Vương quốc Anh đã bắt đầu thử nghiệm gắn tia laser trên một xe quân sự. Hệ thống vũ khí laser năng lượng cao được thử nghiệm do tập đoàn Raytheon chi nhánh Anh sản xuất, gọi tắt là HEWLS, đã khai hỏa với công suất tối đa khi gắn trên xe bọc thép Ophau của lục quân Anh tại cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc phòng Down ở hạt Wiltshire, tây nam nước này. Raytheon UK thông báo hôm 22 tháng 7, HEWLS Nhẹ và có tính cơ động cao, là vũ khí laser gắn trên phương tiện mặt đất đầu tiên được khai hỏa ở Anh, HEVQLS được thiết kế để bắn hạ các drone cỡ nhỏ và tích hợp với các hệ thống phòng không hiện hành như radar. Vũ khí laser đã được quân đội Mỹ xác nhận đủ điều kiện thực chiến sau khi trải qua hơn 40.000 giờ thử nghiệm và bắn hạ khoảng 400 mục tiêu. Đây là một loại vũ khí có khả năng tiêu diệt mục tiêu với tốc độ ánh sáng từ khoảng cách ngắn, chỉ hơn 1 km. Bộ quốc phòng ca ngợi loại vũ khí này là mang tính đột phá và có thể là giải pháp tiết kiệm hơn nhiều để tiêu diệt máy bay không người lái UAV so với tên lửa hoặc đạn. Phòng không là mối quan tâm hàng đầu đối với Ukraine trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, tờ Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây gửi thêm hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16 để chống lại các đơn vị tấn công bằng tên lửa của Nga. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7, Nhà Trắng xác nhận các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đang trên đường tới Ukraine và sẽ xuất kích vào mùa hè này. Theo Tổng thống Zelensky, Kiev cần tới 128 chiếc F-16 để có thể chiến đấu hiệu quả với ưu thế trên không của Moscow. Hãng tin Reuters của Anh mới đây dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sisky cho biết mặt trận Pokrovsk đang nguy cấp, lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm tiến về thị trấn Pokrovsk, trung tâm hậu cần ở phía đông Ukraine, giao tranh đang diễn ra ác liệt trên toàn chiến tuyến. Từ mặt trận phía đông, ông Sisky thông báo lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về Pokrovsk bất chấp tổn thất. Ông Sisky nói rằng lực lượng Nga đã tiến hành 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến chỉ trong vòng 24 giờ. Riêng Pokrovsk hứng chịu tới 39 cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Ukraiska Pravda của Ukraine dẫn thông tin từ tình báo Anh cho hay hơn 30.000 binh sĩ của vệ binh quốc gia Nga, lực lượng quân sự của Liên bang Nga, một cơ quan độc lập báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt tại Ukraine. Đáng lưu ý, ngoài mặt trận Pokrovsk, tờ Focus của Ukraine dẫn thông tin từ Viện nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington cho biết lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công trên mặt trận Kharkov Nhóm tác chiến chiến thuật của Ukraine ở Kharkov báo cáo rằng lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công tăng cường cho lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 và sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tập hợp một loạt nhóm xung kích của các trung đoàn súng trường cơ giới. Theo trang Top War của Nga, những bước đột phá và các động thái mới của Nga đã buộc Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine phải gấp rút điều chuyển lực lượng dự bị. Bên cạnh đó, lực lượng Nga vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn nhằm vào lực lượng dự bị do Ukraine chuyển tới mặt trận phía đông, loại khỏi vòng chiến đấu nhóm quân dự bị đến Kharkov và Kramatorsk. Về phía Ukraine, trong tình thế thiếu nhân lực, chính quyền Kiev vẫn đang nỗ lực chuẩn bị cho đợt phản công năm 2024. Bất chấp việc giới quan chức quân sự cấp cao phương Tây đánh giá là KEP không đủ khả năng phản công trong năm nay và cần bình tĩnh chờ đợi đến cuộc phản công mùa hè năm 2024. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự NATO, để thực hiện thắng lợi cuộc phản công năm nay, KEP phải có lực lượng lớn hơn cuộc phản công năm ngoái, tức là phải có hơn 14 lữ đoàn bộ binh cơ giới với tầm hơn 50.000 binh sĩ. Tuy nhiên, chính quyền KEP đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm binh sĩ cho việc này. Vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tung một quân đoàn gồm 30.000 binh sĩ vào cuộc xung đột để đột phá mặt trận phòng thủ của Nga. Với rất ít triển vọng đạt được trong việc giữ vững tiền tuyến trong những tháng tới, Ukraine đang tìm cách tấn công Crimea bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Thời gian gần đây, Ukraine đã phá hủy các bệ phóng và radar của một số hệ thống phòng không tiên tiến của Nga trên bán đảo này, theo các quan chức Ukraine, Nga đã không sử dụng cây cầu đường sắt và đường bộ nối lãnh thổ nước này với bán đảo Crimea để vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng trong gần một năm qua. Sau khi Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công và làm hư hỏng các tuyến đường này, gần đây Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp tấn công Crimea, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của hành động này. Nhưng một số nhà phân tích tình báo mã nguồn mở của phương Tây cho rằng các mảnh vỡ tại Crimea nhiều khả năng là của máy bay đánh chặn Nga chứ không phải vũ khí Mỹ. Nỗ lực tấn công của Ukraine không mới, song báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột đang bước qua năm thứ ba. Mới đây nhất, Nga tuyên bố đã bắn hạ 21 máy bay không người lái UAV của Ukraine xuất hiện phía trên bán đảo Crimea và Biển Đen vào sáng sớm hôm 23 tháng 7. Kênh Telegram Crimean Win cho hay người dân báo cáo đã nghe thấy âm thanh của các vụ nổ tại khu Jankoy ở phía bắc bán đảo Crimea. Theo Astra, giao thông cũng bị đình trệ trên cầu Kerch nối đất liền Nga với Crimea. Trong khi đó, ông Veniamin Kondratiev, thống đốc vùng Krasnodar của Nga cho biết, UAV Ukraine đã tấn công một phà tại cảng Kapkaz nằm ở eo biển Kerch ngăn cách bán đảo Crimea với vùng Krasnodar. Vụ tấn công gây hỏa hoạn. Ông Kondratiev chia sẻ trên Telegram rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã được khống chế và không có nguy cơ lan rộng. Tuy nhiên, thủy thủ trên phà và nhân viên tại cảng đã bị thương và thiệt mạng, nhưng không nói rõ mức độ thiệt hại của phà. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó, theo nguồn tin của Pravda, các vũ khí không người lái của Ukraine đã bắn trúng và vô hiệu hóa một sở chỉ huy, một kho đạn dược và thiết bị, trạm biến áp, cơ sở kỹ thuật và các vị trí khai hỏa của Nga trên hồ Donuzlav ở Crimea. Nguồn tin cũng cho biết hải quân Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc diễn tập để bảo vệ hồ Donuzlav nhưng vì sự xuất hiện của máy bay không người lái Ukraine nên cuộc diễn tập đã thất bại. Ông Federico Bosari tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, nhận định chuỗi tấn công của Ukraine vào Crimea có thể làm suy yếu năng lực phòng không của Nga trong khu vực, từ đó làm giảm mối đe dọa đối với lực lượng hàng không chiến thuật của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Prut cho biết, Latvia đã gửi lô hàng đầu tiên gồm hơn 500 máy bay không người lái tới Ukraine. Trước đó vào hồi tháng 4, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết, nước này có kế hoạch gửi lô máy bay không người lái nội địa đầu tiên trị giá 1 triệu euro đến Ukraine trong tương lai gần. Quan chức Nga nhiều lần cảnh báo việc tiếp tế quân sự cho Kiev chỉ làm gia tăng xung đột, ảnh hưởng đến tiến trình của hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Nhiều chuyên gia Nga cảnh báo, sau khi xung đột kết thúc, những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu thực tế là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Những người này có thể gia nhập vào hàng ngũ mạng lưới tội phạm và tổ chức khủng bố Thời kỳ đầu diễn ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ngoại trưởng Latvia, Edgar Rinkevics cũng kêu gọi NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Latvia, Edgar Rinkevics nói: "Chúng ta nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây đã cung cấp cho Kyiv để nhắm mục tiêu vào các địa điểm tên lửa hoặc sân bay mà từ đó Nga tiến hành các cuộc không kích." Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc bơm vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rinkevich cho rằng NATO không nên lo sợ xung đột gia tăng. Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Latvia đã nhiều lần đến Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Chuyến thăm gần đây nhất diễn ra vào cuối tuần trước khi ông Rinkevich cùng với Ngoại trưởng Litva, Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Về phần mình, Ukraine cũng đang nỗ lực tăng quy mô sản xuất trong nước, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái vào năm 2024. Kyiv sử dụng các thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và hậu cần, cũng như các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin Hạ viện Nga, tức Duma Quốc gia, đã đề xuất dự luật giam giữ kỷ luật lên tới 10 ngày đối với binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh, smartphone, có chức năng quay phim chụp ảnh và định vị địa lý tại các vùng xảy ra xung đột tại Ukraine. Theo dự thảo luật được Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia ủng hộ, việc sử dụng các thiết bị điện tử phục vụ mục đích cá nhân cho phép quay phim, ghi âm và truyền dữ liệu địa lý trong khi ở vùng diễn ra xung đột tại Ukraine sẽ bị phân loại là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Giới chức Nga và phương Tây cho biết, trong bối cảnh hai bên đang đẩy mạnh tác chiến điện tử, đối phương có thể dễ dàng xác định mục tiêu trên tiền tuyến bằng cách theo dõi vị trí tín hiệu và truy cập vào các bức ảnh hoặc tin nhắn được đăng tải trên các thiết bị thông minh. Quân đội Nga sẽ chỉ được dùng các mẫu điện thoại đời cũ không có camera và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Biện pháp này được cho là nhằm ngăn chặn nguy cơ rò dỉ thông tin trong tác chiến và huấn luyện. Một báo cáo năm 2024 của công ty phần mềm an ninh mạng Enea chỉ ra rằng điện thoại di động có thể dễ dàng bị theo dõi trên chiến trường theo nhiều cách bởi các bên đối lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Năm 2023 quân đội Kiev đã tấn công chính xác vào vị trí đóng quân của Nga tại Donetsk, Ukraine. Khu vực do lực lượng Moscow kiểm soát thông qua việc định vị tín hiệu của một số cá nhân sử dụng điện thoại thông minh trái phép tại đây. Việc hạn chế điện thoại thông minh được quân đội Nga thực hiện từ năm 2005 dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov. Tới tháng 9 năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga gỡ bỏ lệnh cấm do sức ép dư luận nhưng vẫn duy trì nhiều hạn chế. Trong khi đó, Ukraine đang tìm ra những cách sáng tạo để đối phó Nga bằng các ứng dụng điện thoại thông minh. Cụ thể, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine đã công bố cổng ứng dụng di động DIA cho phép hơn 21 triệu người Ukraine truy cập hơn 70 dịch vụ của chính phủ, cũng như lưu trữ và truy cập 14 tài liệu kỹ thuật số thiết yếu. Cũng chính bộ này, do Mikhailo Fedorov đứng đầu, đã thúc đẩy hàng loạt đổi mới công nghệ, bao gồm chế tạo các thiết bị không người lái trên không, trên mặt đất và trên biển. Đây được xem là những vũ khí quan trọng giúp Ukraine đối phó với Nga hơn 2 năm qua. Theo đó, Ukraine đã thiết lập một mạng lưới sử dụng hàng nghìn điện thoại di động độc lập để theo dõi máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới. Điều này sẽ mang tới dữ liệu đầy đủ và hiệu quả hơn là chỉ phụ thuộc vào những người dân thường. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có khả năng chứng kiến ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, dẫn đến những ảnh hưởng sâu rộng tới an ninh châu Âu, quan hệ xuyên đại Tây Dương và cuộc xung đột ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải đối mặt với những thay đổi và thách thức này. Việc ông Trump chọn thượng nghị sĩ James David Vance làm người đồng hành tranh cử vào đầu tuần này đã củng cố thêm lo ngại ở châu Âu rằng sự trở lại của cựu tổng thống Trump có thể dẫn đến giảm mạnh viện trợ của Mỹ cho Ukraine và thúc đẩy Kiev tham gia đàm phán hòa bình với Điện Kremlin. Đồng thời, Mỹ có thể chuyển hướng ưu tiên quốc phòng sang châu Á, buộc châu Âu phải tự lo cho mình nhiều hơn. Ông Trump, cựu tổng thống Mỹ, nổi tiếng với tài hùng biện gai gắt và những quyết định khó lường trong chính trị quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn căng thẳng, bất chấp thiện cảm cá nhân của ông ta dành cho người đồng cấp là ông Vladimir Putin. Tuy vậy, mặc dù thường chỉ trích NATO và các đồng minh châu Âu không hỗ trợ quân sự đầy đủ cho Ukraine, nhưng bản thân ông lại không tích cực can thiệp vào cuộc xung đột. Với viễn cảnh ông Trump trở lại nắm quyền, có thể thấy áp lực ngày càng tăng đối với các đối tác NATO ở châu Âu để tăng cường đóng góp của họ trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đồng thời, ông Trump có thể sẽ tìm cách giảm thiểu sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ, vốn là điển hình trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại của nhân vật này. Nhưng khả năng cao, Hoa Kỳ dưới thời ông Trump sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, bao gồm việc giao vũ khí tối tân và đào tạo binh sĩ. Bên cạnh đó, chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể còn trở nên cứng rắn hơn khi ông Trump nổi tiếng là người sẵn sàng sử dụng đòn bẩy kinh tế và các biện pháp trừng phạt có thể được tăng cường nếu xung đột Ukraine tiếp tục. Ông Trump còn nổi tiếng với cách tiếp cận cứng rắn trong đàm phán và mong muốn đưa ra những điều khoản đặc biệt. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc đạt được thỏa hiệp giữa các bên. Ngoài ra, ông Trump có thể tận dụng tình hình Ukraine để củng cố vị thế của mình ở Mỹ, thể hiện quyết tâm và sẵn sàng thực hiện bước đi cứng rắn. Điều này sẽ đặc biệt đúng trong thời gian cận kề cuộc bầu cử, khi việc thể hiện sức mạnh và khả năng bảo vệ lợi ích của Mỹ sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Mới đây, tờ Ukraine Farm dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Nga có thể có ý định tận dụng nỗ lực tiến bước ở thành phố Toresk thuộc vùng Donetsk để tạo cơ hội giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Chasovya, nơi họ đã chiếm được một số quận quan trọng hoặc khu vực Adipka. Người phát ngôn lực lượng tác chiến Khotysia của Ukraine Trung tá Nazar Volosin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukraine Suspine Donbass đầu tháng này rằng các lực lượng Nga đang bắt đầu tấn công vào Chasovia từ hướng Toresk phía nam Chasovia và hướng tấn công này chủ yếu sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ và thỉnh thoảng kết hợp tấn công bằng lực lượng cơ giới. Mới đây nhất, sau khi tiến vào New York, nam Toresk và chiếm được các cứ điểm gần Artemov, khoảng cách giữa các vị trí trên hai cánh của Nga giảm xuống còn khoảng 4,7 km. Khoảng cách giữa cứ điểm phía đông New York và các vị trí của Nga tại trung tâm khu định cư là khoảng 3,2 km. Tuyến đường từ các cứ điểm của lực lượng Kiev gần New York đến elepopka đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực hoàn toàn của lực lượng Moscow. Một số nguồn tin ước tính rằng có khoảng 2 tiểu đoàn Ukraine bị kẹt tại đây với quân số cỡ 1.000 người. Tại khu vực trung tâm Toresk, lực lượng Moscow chiếm hoàn toàn một dãy nhà cao tầng ở tiểu khu Sevenoy dọc theo các đường Junost và novaja và đang tranh giành trung tâm văn hóa, Ngoài ra, các phân đội tấn công tiên phong chiếm lĩnh ở ngoại ô đường Fedorov và Grizodubova. Họ cũng đang tiến tới ngã ba Seveni và Drusba, nơi các binh sĩ Nga tiếp cận một cách có phương pháp tới mỏ Sevenaja và bãi thải của nó. Tại Zelensky, lực lượng Moscow sau khi loại bỏ trung tâm phòng thủ của Ukraine trong tòa nhà trường học áp sát mỏ Atium và bãi thải của nó. Điều này xảy ra do đối phương sau khi mất cứ điểm ở mỏ Yuznaya đã không còn khả năng ngăn chặn lính xung kích Nga lực lượng Moscow cần phải chiếm bãi thải của mỏ Atium trước khi các đơn vị Ukraine kịp thời có thời gian củng cố hệ thống công sự phòng thủ. Quân đội Nga cũng cho biết đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng tiền tuyến ở Ukraine là Andriivka tại vùng Lugansk ở phía đông và Pistane ở vùng Kharkov phía đông bắc. Trong khi đó, Kiev cũng tuyên bố vừa nhận tin vui khi một hệ thống Patriot của Đức đã được chuyển giao đến nước này hai ngôi làng mà Nga tuyên bố đã chiếm được cách nhau chưa đầy 20 km trên khu vực tiền tuyến nơi Moscow đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các đơn vị Nga đã chiếm được các khu định cư Andriypka và Pishchane, cũng như chiếm được các vị trí thuận lợi hơn. Ủy ban điều tra Liên bang Nga khu vực Moscow đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc cung cấp vòng bi chất lượng thấp cho máy bay vận tải quân sự IL-76MD-90A. Vụ án được khởi tố theo Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga về tội lạm quyền trong việc thi hành mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Các bị cáo là những người thuộc Ban Quản lý Nhà máy Cơ khí Balashikha OZSC BLMZ. Kết quả điều tra cho biết, để đáp ứng mệnh lệnh quốc phòng, nhà máy BLMZ đã mua vòng bi từ một nhà sản xuất không rõ nguồn gốc trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022. Những vòng bi này được sử dụng trong bộ phận hạ cánh của máy bay IL-76. Chi tiết hoàn thiện sau đó được gửi đến chi nhánh của công ty cổ phần AviaStar, đơn vị chịu trách nhiệm lắp ráp cuối cùng. Đáng chú ý là những sản phẩm chất lượng thấp đều kèm theo tài liệu giả mạo, cho biết các bộ phận được mua từ nhà máy vòng bi Saratov và đã được đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chấp nhận. Việc sử dụng vòng bi chất lượng thấp đã khiến năm máy bay vận tải IL-76MD-90A mới sản xuất và đưa vào sử dụng chưa lâu bị hỏng, khiến hoạt động của chúng bị đình chỉ. Sự cố trên làm tổn hại đến khả năng phòng thủ và an ninh gây tác hại đáng kể đến lợi ích được bảo vệ hợp pháp của quốc gia do bộ quốc phòng Nga đại diện. Máy bay IL76MD90A là bản nâng cấp sâu từ người tiền nhiệm Ilyushin IL76MD và đóng vai trò xương sống trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Đáng chú ý, máy bay này được làm hoàn toàn từ các bộ phận cấu thành sản xuất trong nước nhằm tránh phụ thuộc vào nước ngoài. Nhờ vào việc hiện đại hóa hầu hết các hệ thống tích hợp so với biến thể cũ IL-76MD-90A sở hữu năng lực vượt xa bản gốc trên tất cả mọi tiêu chí cơ bản. Theo đó, máy bay có khả năng chuyên trở tăng 25%, phạm vi hoạt động tăng 18% và mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 12-15%. Cánh và càng đáp được gia cố giúp tăng khả năng chuyên trở và hiệu quả khai thác của máy bay. IL-76MD-90A có trọng lượng cất cánh tối đa 210 tấn, chiều dài 46,6m, chiều cao 24,76m, sải cánh 50,5m, được trang bị 4 động cơ phản lực, cho phép IL-76MD-90A bay với vận tốc tối đa 820 đến 850 km một khi chở hàng là 410 đến 540 km h trần bay 9.000 đến 12.000 m. Cựu điệp viên cơ quan an ninh Ukraine SBU, ông Vasily Prozorov đã bình luận về việc tiêm kích F-16 sắp xuất hiện trên chiến trường Đông Âu, trong đó có nhắc đến việc các phi công chiến đấu Nga sẵn sàng ra sao. Ông nói, ngay cả khi phi công Mỹ điều khiển tiêm kích F-16, điều quan trọng cần nhớ là họ có thể thiếu kinh nghiệm khi chạm trán đối thủ sừng sỏ. Việc mất một trong những chiếc máy bay này sẽ giáng đòn mạnh vào uy thế của vũ khí Mỹ. Nhận định trên của ông Prozorov ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Cần nói thêm, ông Prozorov là một điệp viên đào tẩu sang nga. Nhân vật này từng tổ chức cuộc họp báo ở nga tiết lộ hoạt động của SBU tại Ukraine từ năm 2014 đến năm 2018 cựu điệp viên Ukraine nhắc lại sự kiện, một công ty Nga mới đây đã công bố khoản tiền thưởng 15 triệu rúp cho bất cứ quân nhân nào bắn hạ được máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Theo ông Prozorov, phi công Nga là những người được đào tạo kỹ và có kinh nghiệm thực chiến bậc nhất trên thế giới. Mọi quốc gia khác đều phải vật lộn để theo kịp tính chuyên nghiệp của họ. Chưa kể đến việc các chiến đấu cơ Nga cũng là những loại hiện đại hàng đầu thế giới. Ông Prozorov nhấn mạnh, đối với các phi công Ukraine, ngay cả với 100 giờ bay trên phương tiện không quen thuộc, Việc hy vọng trở thành một phi công tiêm kích đủ kỹ năng là điều không thể. Bên cạnh đó, mới đây, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đã phát hành một đoạn video hấp dẫn cho thấy sức mạnh của các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 Flanker-E do nước này sản xuất. Trong cuộc phỏng vấn, phi công lái Su-35 có biệt danh Alexander tự tin nhận xét: "Tôi và các phi công thuộc đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng thử thách mà tiêm kích F-16 mang lại. F-16 và Su-35 đều là máy bay chiến đấu hiện đại." nhưng khác nhau đáng kể về thiết kế, năng lực và hiệu suất. F-16, hay còn gọi là Fighting Falcon, là một máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ, có phiên bản 1 hoặc 2 chỗ ngồi do tập đoàn General Dynamics, nay là Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Mỹ đã biên chế máy bay này cho lực lượng không quân vào năm 1978 và sau đó xuất khẩu sang nhiều nước khác. Kể từ năm 1979, tiêm kích thế hệ thứ tư này đã được nâng cấp và cải tiến khá nhiều, giúp nó có một số tính năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trong đó phải kể đến radar hiện đại. F-16 được đánh giá cao về tính cơ động, tốc độ và phạm vi hoạt động, đồng thời có khả năng mang nhiều loại vũ khí. Trong khi đó, Su-35 là máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ hạng nặng. Tổ chức tư vấn RAND Corporation mô tả đây là máy bay ném bom chiến đấu hạng nặng đặc trưng của Nga. Su-35 được trang bị nhiều cảm biến và hệ thống điện tử hàng không hiện đại, giúp tăng cường khả năng chiến đấu và cho phép nó hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau. Theo các chuyên gia quân sự, Su-35 mang lại nhiều lợi thế về hiệu suất hơn so với tiêm kích F-16. Nó có tốc độ nhanh hơn, tối đa đạt đến Mach 2,25, tầm hoạt động lớn hơn, hơn 3.600 km và hệ thống radar mạnh hơn. Do sử dụng công nghệ vector lực đẩy vượt trội, nó có thể thực hiện những cú ngoặt cực chính xác. Dù vậy, F-16 cũng có những lợi thế riêng biệt. Nó nhẹ hơn Su-35, phù hợp với các cuộc không chiến. F-16 cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn và dễ bảo trì hơn Su-35. Theo các chuyên gia quân sự, Kết quả của một cuộc đối đầu giữa F16 và Su35 không chỉ phụ thuộc vào tính năng của mỗi loại máy bay mà còn phụ thuộc vào quá trình huấn luyện của phi công, hệ thống vũ khí đi kèm, môi trường và địa hình. Có thể thấy, những cuộc không chiến hiện đại khá phức tạp và thường kết hợp nhiều yếu tố khác ngoài khả năng hoạt động của máy bay. Ông Joseph Borel, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU vừa qua thông báo rằng chúng tôi có doanh thu từ tài sản phong tỏa và phải tìm cách để sử dụng chúng, đồng thời tránh các rào cản. Đề cập khối tài sản đang bị đóng băng ở nước ngoài của Nga, hầu hết là ở EU. Ông Borrell cho biết, chúng tôi đã thiết lập quy trình để đẩy nhanh việc này. Đợt tiền đầu tiên đến vào tháng 7, sau khoảng vài tháng nữa là đợt thứ hai. Nói thêm rằng Ukraine sẽ nhận tổng cộng 2,5 tỷ euro, tương đương 2,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó đợt đầu tiên là 1,4 tỷ euro, tương đương gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Các đại sứ EU nhất trí sẽ sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các nhu cầu tái thiết và quốc phòng của Ukraine. Theo ước tính ban đầu, Kiev sẽ nhận khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ông Borrell khẳng định Ukraine đang rất cần sự trợ giúp, đặc biệt là thời điểm hiện tại. Quan chức EU cho hay, tôi hy vọng các bộ trưởng sẽ ủng hộ đề xuất nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng nguồn thu của Nga, song không đề cập cụ thể. Khoản tiền này sẽ được chi để mua các thiết bị quân sự ưu tiên bao gồm vũ khí phòng không, hệ thống pháo binh và đạn dược. Theo một tuyên bố chính thức, ông Borrell đã cập nhật cho các bộ trưởng EU về tiến trình chuyển khoản tiền đầu tiên trị giá 1,4 tỷ euro tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ dự kiến vào đầu tháng 8 trong cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU. EU đã phong tỏa khoảng 210 tỷ euro tương đương 229 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow. Phần lớn số tiền này được giữ trong kho lưu ký thuộc sở hữu tư nhân. Hồi tháng 6, Hội đồng Đối ngoại EU tuyên bố họ sẽ thu được lợi nhuận bất ngờ từ nguồn tài sản của Nga và chuyển cho Ukraine. Một số thành viên G7 như Mỹ và Anh từng đề xuất việc tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga. Những lo ngại về tính hợp pháp của động thái như vậy đã dẫn đến quyết định sử dụng tiền lãi từ quỹ tạo ra về phần mình nga đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là trộm cắp nhấn mạnh rằng việc tịch thu tiền hoặc các động thái tương tự sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến các biện pháp trả đũa người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cảnh báo những nỗ lực bất hợp pháp nhằm cướp bóc liên bang nga sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho hệ thống tài chính quốc tế Ngày 22 tháng 7, Ukraine thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ quốc tế để cơ cấu lại khoản nợ hơn 20 tỷ đô la Mỹ của chính phủ. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Ukraine và chính phủ nước này đã phải dựa vào viện trợ quốc tế để trang trải cho cả các chi tiêu quân sự cũng như chi tiêu công. Gần đây, chính quyền Kiev cũng phải chật vật tìm cách xoay sở khi thỏa thuận tạm dừng các khoản thanh toán đối với một loạt trái phiếu quốc tế hết hạn vào ngày 1 tháng 8 tới. Trong báo cáo gửi sở giao dịch chứng khoán London, chính phủ Ukraine cho biết đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc về việc tái cơ cấu nợ. Theo đó, các chủ nợ gồm BlackRock, PIMCO và các tổ chức đầu tư lớn khác xóa hàng tỷ đô la Mỹ giá trị nợ danh nghĩa và chấp thuận lịch trình thanh toán mới với các điều khoản có lợi hơn cho Kiev. Với việc được giảm 37% giá trị nợ danh nghĩa, Ukraine cho biết nước này sẽ tiết kiệm được 11,4 tỷ đô la Mỹ tiền trả nợ trong 3 năm tới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, một đối tác quan trọng của Ukraine, hoan nghênh thông tin trên, đánh giá đây là nỗ lực lớn của Ukraine nhằm xử lý vấn đề nợ một cách bền vững. Theo IMF, chiến lược và các biện pháp tái cơ cấu của chính phủ Ukraine là cần thiết để đưa nợ công của Ukraine trở lại mức có thể thanh toán, qua đó tạo điều kiện cho Kiev thực hiện các khoản chi tiêu thiết yếu và hỗ trợ tăng trưởng nhóm các chủ nợ cũng vui mừng vì đã đạt được thỏa thuận nhanh chóng và mang tính xây dựng. Trong tháng 6, nhóm này đã từ chối đề nghị giảm nợ của Ukraine với mức giảm lớn hơn. Trong vài tuần tới, các trái chủ sẽ bỏ phiếu về đề xuất này. Nếu thuận lợi, chính phủ Ukraine sẽ phát hành trái phiếu mới. Theo đề xuất, một số trái phiếu mới phát hành sẽ bắt đầu trả mức lãi suất 1,75% từ năm tới. Với các khoản thanh toán tăng dần lên tới 7,75% từ năm 2034. Trước xung đột quân sự với Nga, Ukraine có tình trạng nợ khá tốt, nợ chính phủ thấp chỉ 48,9% GDP vào cuối năm 2021. Lãi suất trả nợ bình quân khoảng 9% một năm đối với nợ trong nước và 4% một năm đối với nợ nước ngoài. Tổng chi phí trả nợ bằng 2,9% GDP. Nhưng sự suy thoái của nền kinh tế Ukraine từ sau kế hoạch quân sự của Nga cùng với sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu công tăng từ 40% lên 75% GDP từ năm 2021 đến năm 2023 đã làm tăng đáng kể cả nợ trong và ngoài nước. Kết quả là đến cuối năm 2023 nợ công của nền kinh tế này đã ở mức 84,4% GDP. Con số này thậm chí còn tồi tệ hơn nếu Mỹ không bổ sung ngân sách cho Ukraine với 22,85% tỷ đô la Mỹ dưới dạng tài trợ chứ không phải tín dụng trong năm 2022. 2023. Xung đột nga-ukraina càng kéo dài thì ukraine càng bị đẩy đến gần bờ vực vỡ nợ. Đến năm 2025, nợ quốc gia dự kiến sẽ vượt quá 100% GDP. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News khi được hỏi tại sao ông lại chọn thượng nghị sĩ Mỹ JD Vance làm phó tướng, ông nói: "Chúng tôi luôn có sự ăn ý khi tiếp xúc với nhau." Ông Vance cũng xuất hiện cùng ông Trump tại cuộc phỏng vấn này. Cựu tổng thống Mỹ chỉ ra JD Vance từng không ưa ông. Khi ông Trump lần đầu tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Vance từng thuộc phong trào Never Trump với mục tiêu ngăn ông Trump nhận đề cử từ Đảng Cộng hòa. Ông Vance nhiều lần công kích ông Trump mô tả ông là gã ngốc, đáng bị lên án và không phù hợp để vào Nhà Trắng. Nhưng sau khi ông Trump nhậm chức và trở thành người thống trị Đảng Cộng Hòa, ông Vance dần thay đổi quan điểm. Ông công khai xin lỗi ông Trump khi trả lời phỏng vấn Fox News năm 2021. Ông Trump nói thêm, đó là khi cậu ấy chưa hiểu tôi, rồi khi đã hiểu nhau, cậu ấy yêu mến tôi hơn bất kỳ ai từng yêu mến tôi. Vance sẽ hỗ trợ tôi đấu tranh cho người lao động nhiều như tôi đang làm. Chúng tôi có sự ăn ý tự nhiên. Ông cũng nhắc đến việc từng hậu thuẫn ông Vance tranh cử thượng viện và cuốn hồi ký bán chạy của ông Vance, Hillbilly Elegy để lý giải thêm về lựa chọn của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng ông JD Vance hầu như không mang lại lợi ích gì cho ông Donald Trump. Ông đến từ một tiểu bang mà ông Trump đã giành chiến thắng hai lần và hầu hết mọi người đều cho rằng ông Trump sẽ giành thêm chiến thắng một lần nữa. Ông JD Vance cũng được cho là sẽ không hút thêm nhóm cử tri nào mới ủng hộ ông Trump. Hầu như người Mỹ thích và ngưỡng mộ Vance đều sẽ bỏ phiếu cho Trump. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng điều duy nhất ông J.D. Vance có thể mang lại cho ông Donald Trump là sự tận tâm, phục tùng hoàn toàn và trung thành tuyệt đối. Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Cincinnati, ông David Niven cho biết điều này không có ý nghĩa gì về mặt lựa chọn phó tổng thống theo truyền thống. Lựa chọn này chỉ có ý nghĩa khi lòng trung thành là điều duy nhất mà ông Donald Trump thực sự quan tâm. Mặt khác, nhiều đồng minh thân cận nhất của Mỹ vốn lo ngại viễn cảnh cựu tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, nay càng bất an khi ông chọn ông Vance làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử. Với lựa chọn này, ông Trump đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng nếu ông tái đắc cử, chính sách đối ngoại lấy nước Mỹ làm trọng tâm của ông sẽ tiếp tục có hiệu lực. Ông Vance đã đưa ra một số bình luận khiến nhiều người lo ngại như anh dưới sự lãnh đạo của công đảng sẽ trở thành quốc gia Hồi giáo thực sự đầu tiên có vũ khí hạt nhân. Việc đề cử ông Vance đã dập tắt hy vọng của một số đồng minh của Mỹ rằng ông Trump có thể sẽ mềm mỏng hơn trong lập trường chính sách đối ngoại nếu tái đắc cử. Theo hãng thông tấn TASS, đại sứ Nga tại Belarus, ông Boris Grislov cho rằng tuyên bố rút lui của Tổng thống Mỹ Joe Biden chắc chắn sẽ có những tác động chính trị quốc tế nghiêm trọng, trước hết là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Belarus dẫn bình luận của ông Grislov trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Các chính trị gia sẽ càng khó giải thích với cử tri rằng tại sao đất nước của họ lại chi hàng tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho một cuộc xung đột quân sự ở Đông Âu xa xôi. Ông cho hay, gói viện trợ cuối cùng cho Kiev chỉ vừa mới được thông qua và không phải được chấp thuận ngay từ lần đầu tiên. Ông nói rằng việc thực hiện điều này trong tương lai sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không muốn nói là không thể. Ông Chris Lope nói thêm rằng, bằng cách từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Biden đã tự tức đi của mình và Đảng Dân Chủ những đòn bầy ảnh hưởng đối với giới tinh hoa. Từ nay về sau, ảnh hưởng của ông Biden đối với các chính trị gia và thể chế cả bên trong nước Mỹ và trên trường quốc tế sẽ nhanh chóng suy giảm. Đối với Kiev và cụ thể là đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, điều này có thể trở nên nghiêm trọng. Theo nhà ngoại giao Nga, trong những tháng tới, nhà tài trợ chính của Ukraine, Mỹ, sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề chính trị trong nước và cuộc đua bầu cử. Ukraine sẽ bị loại khỏi chương trình nghị sự, không có ứng cử viên nào tích cực vận động hành lang về gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev vào giữa chiến dịch. Ông Grislov cho hay, về phần mình, Liên minh châu Âu và NATO sẽ chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nghiêm túc nào. Ngay cả trong kịch bản tốt nhất cho Ukraine, nghĩa là nếu Washington vẫn tiếp tục viện trợ quân sự và chi ngân sách cho Kiev, điều tốt nhất mà giới lãnh đạo Ukraine, Mỹ và NATO có thể đạt được là trì hoãn một thời gian thành công tất yếu của Nga trong việc đạt được các mục tiêu của kế hoạch quân sự. Trong diễn biến liên quan, bình luận về cuộc xung đột ở Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể làm trung gian để chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 nếu ông được bầu làm Tổng thống. Ông Trump cũng chỉ trích cách xử lý xung đột của Tổng thống Biden, bao gồm cả quyết định cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine. Hãng tin Mỹ Axios cho biết Tổng thống Joe Biden đã trần trừ việc từ bỏ chiến dịch tái tranh cử, một phần vì lo ngại phó Tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump. Theo Axios, thông tin trên do ba trợ lý biết rõ các cuộc thảo luận gần đây về kế hoạch của Tổng thống Biden tiết lộ. Lo lắng của ông đã phản ánh những hoài nghi của một số quan chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ về khả năng thắng cử của bà Harris. Các nguồn thạo tin chỉ ra rằng thời gian làm phó tổng thống của bà Harris đôi khi gặp nhiều khó khăn. Một phần vì sự thay đổi nhân sự quy mô lớn và việc bà miễn cưỡng đối mặt với những trách nhiệm rủi ro về mặt chính trị. Họ cho hay phần lớn nhân viên của bà Harris đã rời đi trong vòng 3 năm rưỡi qua. Cụ thể, trong số 47 nhân viên được liệt kê vào năm 2021, chỉ có 5 người vẫn làm việc cho nữ chính khách này tính đến mùa xuân năm nay. Các cựu trợ lý của Phó Tổng thống Mỹ nói với Asius rằng tỷ lệ nghỉ việc cao một phần là do cách bà đối xử với nhân viên. Các trợ lý nêu ra những tiêu chuẩn cao mà một số người không thể theo kịp. Trong khi những người khác bày tỏ việc bản thân cảm thấy bà Harris thường xuyên chất vấn họ như đối với các quan chức của ông Trump. Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa văn phòng Phó Tổng thống và cánh Tây thường xuyên căng thẳng. Các trợ lý Nhà Trắng nhận xét bà Harris không phải là người có tinh thần đồng đội và có xu hướng tránh xa mọi nhiệm vụ rủi ro, bà được cho là luôn thận trọng và miễn cưỡng tham gia vào các sự kiện không được kiểm soát chặt chẽ. Ngược lại, các trợ lý của phó tổng thống đôi khi nghi ngờ đội ngũ của lãnh đạo nhà trắng không muốn cho bà Harris cơ hội tỏa sáng để ngăn cản dư luận xem nữ chính khách này như gương mặt thay thế khả thi cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Sau khi được tổng thống Joe Biden đề cử, phó tổng thống Kamala Harris đã hạ quyết tâm sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ để đánh bại đối thủ Donald Trump. Bà tuyên bố: "Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại ông Donald Trump và chương trình nghị sự cực đoan của dự án 2025 của ông ta." Đến nay, nhiều đảng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ ông, bà Hillary Clinton cùng với một số lượng lớn thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ cũng như nhóm nghị sĩ da màu tại quốc hội theo hãng tin reuters bà harris đã nhanh chóng khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống ngay sau khi ông biden tuyên bố rút lui nhiều lãnh đạo đảng dân chủ ở các bang đã ủng hộ bà harris trong các cuộc điện thoại ở chiều ngược lại cựu tổng thống trump cũng đã tuyên bố ông sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước phó tổng thống harris nếu bà trở thành ứng viên đảng dân chủ ông nói bà harris sẽ là đối thủ dễ đánh bại hơn so với ông biden tuy nhiên theo đánh giá của một chuyên gia có nhiều lý do khiến cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa không nên đánh giá thấp bà Kamala Harris. Về vấn đề tuổi tác, Phó Tổng thống Harris hiện mới 59 tuổi, trong khi cựu Tổng thống Trump đã 78 tuổi. Do đó, ứng cử viên dân chủ có khả năng đại diện cho sự thay đổi thế hệ. Ngoài ra, bà Harris cũng ngày càng chắc tay và trở nên cứng rắn hơn. Trong một bài phân tích ngày 23 tháng 7, chuyên gia bình luận David Ignatius của tờ Washington Post đã lập luận vì sao Tổng thống Joe Biden, vốn được biết đến là người không bao giờ bỏ cuộc, lại có quyết định dừng lại cuộc đua vào Nhà Trắng ở thời điểm quan trọng hiện tại. Chuyên gia David Ignatius cho rằng, trong sự nghiệp chính trị hơn nửa thế kỷ, Tổng thống Joe Biden không ngừng tìm kiếm thêm những bàn tay để bắt. Tổng thống Biden luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ, ngay cả khi đó là điều đơn giản như cái bắt tay. Ông Biden có thể mệt mỏi và căng thẳng vào cuối ngày làm việc, nhưng ông ấy sẽ nắm chặt tay từng vị khách hoặc có thể vỗ nhẹ vào lưng hay trao đi những cái ôm. Cây viết bình luận của tờ báo này đánh giá, Tổng thống Biden dường như yêu thích tất cả các công việc của mình. Vì vậy, thực sự là một quyết định khó khăn và bản lĩnh khi Tổng thống Biden vừa qua đã tuyên bố dừng cuộc đua Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Chuyên gia David Ignatius viết, Người ta thường nói rằng, nếu chúng ta có thể nhìn bản thân mình qua con mắt của người khác, chúng ta sẽ đưa ra quyết định tốt hơn về điểm yếu của mình. Nhưng trong nhiều tháng, ông Biden đã không nghĩ như vậy. Mặc cho dư luận, kể cả từ đảng Dân Chủ cho rằng Ông ấy không nên tái tranh cử. Theo chuyên gia David Ignatius, trong tư tưởng của ông Biden, việc nghỉ hưu là điều không thể đề cập. Năm ngoái, Đảng Dân chủ cũng đã dừng thảo luận về tuổi tác và thể lực của ông Biden cho vai trò tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Thay vào đó tập trung nghiên cứu và đối phó với các chiến lược tái ứng cử của ông Donald Trump. Trong cuộc họp báo riêng với hàng loạt câu hỏi trực tiếp từ các phóng viên chuyên theo dõi nhà trắng cách đây không lâu, ông Biden đã củng cố thêm niềm tin của chính mình. Tôi chỉ cần tăng tốc bản thân thêm một chút, tăng tốc bản thân nhưng theo chuyên gia David Ignatius, là người nắm giữ vận mệnh của một cường quốc trong tay, sự tăng tốc đó là chưa đủ. Việc đi tiếp với ông Biden sẽ là một hành động liều lĩnh. Chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng năm 2020, ông Biden đã chứng minh với người dân Mỹ về năng lực của mình và ông đã nỗ lực trong những năm qua trên cương vị tổng thống Mỹ để củng cố năng lực đó. Nhiệm vụ của ông Biden trong cuộc tranh cử lần này cũng giống như năm 2020 là đánh bại ông Donald Trump, ứng cử viên mà ông Biden cho rằng nếu chiến thắng sẽ không mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước. Một người thân cận của ông Biden đã từng chia sẻ với chuyên gia David Ignatius rằng nếu ông Trump không được Đảng Cộng hòa đề cử là ứng cử viên tranh cử tổng thống lần này, có thể ông Biden đã lùi bước từ nhiều tháng trước. Ông Biden cảm thấy có nghĩa vụ phải ngăn chặn ông Trump một lần nữa, như ông đã từng làm trong cuộc đua tổng thống năm 2020 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh trong cuộc họp báo gần đây, tôi nghĩ tôi là người có đủ điều kiện nhất để tranh cử tổng thống. Tôi đợi thắng ông Donald Trump một lần và tôi sẽ chiến thắng thêm lần nữa. Tôi còn nhiều việc phải làm, chúng ta có nhiều việc phải hoàn thành. Nhưng cuối cùng, ông Biden đã lựa chọn dừng lại và trao lại sứ mệnh đánh bại ông Trump cho cộng sự của mình. Chuyên gia David Ignatius cho rằng ông Joe Biden nên điều phối đảng Dân chủ bầu chọn ứng cử viên tổng thống thay cho mình, chứ không chỉ đặt hoàn toàn kỳ vọng vào Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris. Trước quyết định của ông Biden, một bài xã luận trên tờ Washington Post nhận định ông Biden đã thực hiện sự hy sinh cá nhân nhân danh sự đoàn kết dân tộc. Điều đó giúp ông có được một vị trí rất đặc biệt trong biên niên sử Mỹ. Công chúng Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định của đương kim tổng thống. Họ cho rằng ông Biden đã làm những điều đúng đắn với tư cách là tổng thống của nước Mỹ, mặc dù điều đó có thể làm cá nhân ông bị tổn thương. Cuối cùng, ông Biden hiểu rằng đã đến lúc phải từ bỏ. Trang NBC News dẫn lời một số nghị sĩ giấu tên trong Đảng Dân chủ cho biết Mặc dù bà Nancy Pelosi đã thôi chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ gần một năm rưỡi trước, nhưng sức ảnh hưởng của bà trong nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn rất lớn và bà Pelosi chính là nhân vật đóng vai trò quan trọng phía sau việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử. Theo các nguồn tin, bà Pelosi đã rất khéo léo và chưa bao giờ công khai kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua. Thay vào đó, bà Pelosi làm việc một cách lặng lẽ và có phương pháp nói chuyện với nhiều nhà lập pháp cấp cao, các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cũ của bà và mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ thuộc Đảng Dân chủ. Một nguồn thân cận với bà Pelosi cho hay, riêng trong ngày 19 tháng 7, đã có 13 nghị sĩ dân chủ trong Quốc hội Mỹ lên tiếng kêu gọi ông Biden rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và đó là một đòn chí mạng giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử của ông. Người này nhận định, việc nhiều thành viên Đảng Dân chủ khi đó kêu gọi ông Biden từ bỏ tái tranh cử là tất cả những gì bà Pelosi làm bà Pelosi nắm 50% trách nhiệm khiến ông Biden từ bỏ. Theo NBC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh hàng chục nghị sĩ dân chủ công khai kêu gọi ông hãy nhường cơ hội cho một ứng viên khác, nhất là sau màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Được biết, theo một cố vấn chiến dịch cấp cao, quyết định cuối cùng rời khỏi cuộc đua của Tổng thống Biden đã được đưa ra trong 48 giờ khi ông tham khảo ý kiến gia đình và các cố vấn hàng đầu qua điện thoại trong thời gian hồi phục sau khi mắc Covid-19. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, kế hoạch rút lui khỏi cuộc đua đã bắt đầu vào tối 20 tháng 7 và được chốt vào 21 tháng 7. Tổng thống Biden đã nghiên cứu tất cả dữ liệu được đưa ra và cho rằng ông ấy sẽ không đảm bảo được tấm vé vào Nhà Trắng, sẽ làm phân tâm và làm phức tạp chiến dịch đánh bại ứng cử viên Trump. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, quyết định của ông Biden không liên quan đến bất kỳ vấn đề y tế nào. Tối 20 tháng 7, Tổng thống Biden đã yêu cầu hai cố vấn thân cận nhất bắt đầu quá trình soạn thảo bức thư và đưa ra thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai người đó là Mike Donilon và Steve Ricchetti. Trong khi ông Donilon soạn thảo bức thư thông báo, thì ông Ricchetti được giao nhiệm vụ tổ chức cơ chế đưa ra thông báo. Sau quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc dừng tái tranh cử Ông Donald Trump đã đảm nhận danh hiệu người lớn tuổi nhất được đề cử làm ứng cử viên tổng thống, danh hiệu mà ông Biden vừa từ bỏ. Các thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lật ngược lại những lời chỉ trích từng nhằm vào ông Biden, nhấn mạnh tuổi tác của ông Trump là một vấn đề lớn trong cuộc đua bầu cử. Lúc này, họ hoàn toàn thoải mái làm điều đó khi ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân Chủ, Kamala Harris, chỉ mới 59 tuổi, trẻ hơn ông Trump gần 20 tuổi. Quyết định rút lui khỏi đường đua của Tổng thống Biden được đưa ra sau áp lực ngày càng tăng từ các đảng viên đảng Dân Chủ cấp cao, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Mối lo ngại về tuổi tác của ông Biden lên đến đỉnh điểm sau cuộc tranh luận với đối thủ là ông Trump vào tháng 6. Cuộc tranh luận mà nhiều khán giả coi là thảm họa đối với hình ảnh của Tổng thống xảy ra cùng lúc với tình trạng tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm ở một số bang chiến trường. Nhóm chiến dịch hàng đầu của Đảng Dân Chủ, Occupy Democrats, đã bắt đầu chỉ trích tuổi tác của ông Trump chỉ vài giờ sau khi ông Biden tuyên bố ủng hộ bà Harris nhận đề cử của đảng, họ đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump đã 78 tuổi và đang trong tình trạng suy giảm nhận thức sâu sắc. Ông ấy nên kết thúc chiến dịch tranh cử của mình ngay lập tức. Tương tự, phong trào đảng Cộng hòa chống ông Trump đã nêu bật bình luận của bà Nikki Haley khi bà vẫn đang tranh cử ứng cử viên Đảng Cộng hòa nói rằng, đảng đầu tiên cho ứng cử viên 80 tuổi người hưu sẽ là đảng thắng cuộc bầu cử này. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử bà Harris nói với tờ Newsweek Người dân Mỹ lo ngại một cách chính đáng rằng Đảng Cộng hòa đã đề cử ông Donald Trump, một tội phạm bị kết án 78 tuổi, người đã dành nhiều thập kỷ để thao túng người dân lao động và giờ muốn phá hủy nền dân chủ của chúng ta, cấm nạo phá thai và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tuy nhiên, Tiến sĩ Laura Smith, một nhà nghiên cứu về lịch sử tổng thống tại Đại học Oxford cho rằng, mặc dù tuổi tác có thể là một vấn đề đối với ông Donald Trump, nhưng ông vẫn duy trì được năng lượng trẻ trung hơn, có thể xua tan một số lời chỉ trích. Tiến sĩ Smith nói rằng có nhiều khả năng vấn đề giới tính và chủng tộc sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chiến dịch tranh cử sắp tới hơn là tuổi tác. Do bà Harris có thể trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được một đảng lớn đề cử. Tiến sĩ Kelsey Burgard, giám đốc chương trình các vấn đề lập pháp tại Đại học George Washington, cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong cách hùng biện của các chiến dịch. Nói rằng bà Kamala Harris cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi giao tiếp đầy năng lượng và sự trẻ trung so với cả ông Biden và ông Trump. Ông Burgard nói Đảng Dân Chủ sẽ ngay lập tức lật lại kịch bản về những gì chúng ta đã nghe Đảng Cộng Hòa nói về ông Biden. Khi giờ đây, ông Trump là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Cho dù đó là bà Kamala Harris hay những người khác, đó sẽ là một chi tiết đáng chú ý đối với cử tri. Đây là công việc 24 trên 7, sự nhẹ bén về tinh thần là một yếu tố quan trọng trong đó. Tiến sĩ Bergat cho rằng các cuộc tranh luận về tuổi tác sẽ dễ dàng hơn khi bà Harris là ứng cử viên. Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ thông báo ngừng chiến dịch tranh cử và Phó tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đại diện Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Câu hỏi được quan tâm lúc này là nếu bà Harris nhận được đề cử của Đảng Dân chủ cho vị trí ứng viên tổng thống Mỹ, bà sẽ chọn ai làm phó tướng để đối đầu với bộ đôi Donald Trump James David Vance bên Đảng Cộng hòa. Đây là câu hỏi được bàn tán nhiều, trong đó có một khả năng là bà Harris sẽ chọn phó tướng đến từ Đảng Cộng hòa nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ nhóm đảng viên Cộng hòa dao động. Theo đài CNN, khả năng này vẫn có thể xảy ra nhưng phải đáp ứng một điều kiện. Cụ thể, theo quy định của Đảng Dân Chủ, ứng viên Tổng thống hay ứng viên Phó Tổng thống đều phải ký cam kết rằng họ là đảng viên Dân Chủ và sẽ tranh cử với tư cách đảng viên Dân Chủ. Vì thế, nếu bà Harris muốn tìm một đảng viên Cộng hòa để liên danh, thì đảng viên Cộng hòa này phải đăng ký với tư cách là đảng viên Dân Chủ. Một kịch bản khác để bà Harris có thể chọn phó tướng đến từ đảng Cộng hòa là Đảng Dân chủ có thể thay đổi các quy tắc để chấp nhận đảng viên Cộng hòa làm ứng viên phó tổng thống. Trong diễn biến liên quan, tờ Newsweek đưa tin mới đây, một nhóm cử tri ủng hộ cựu ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley đã cam kết ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo đó, một ủy ban hành động chính trị PAC ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Haley có tên Haley Voters for Biden hiện đã chuyển sang tên bà Harris và kêu gọi các cử tri vốn ủng hộ bà Haley chuyển sang ủng hộ bà Harris diễn biến trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo dừng chiến dịch tranh cử và ủng hộ bà Harris thay mình. Ngày 22 tháng 7, PAC ủng hộ bà Harris cho biết họ không phải là PAC liên kết trực tiếp với bà Haley. PAC ủng hộ bà Harris viết trên X: "Chúng tôi muốn làm rõ là chúng tôi không phải là PAC liên kết với bà Nikki Haley. PAC của bà ấy là Stanford America. Nhóm này cũng lưu ý rằng họ đã chi một triệu đô la Mỹ để ủng hộ bà Haley." và vận động hàng nghìn cử tri khắp các đảng phái bỏ phiếu cho bà Haley vì bà ấy là người tốt nhất cho đất nước chúng ta. Và bây giờ, chúng tôi ủng hộ bà Kamala Harris. Ông Craig Schneider, giám đốc của PAC ủng hộ bà Harris, nói với Newsweek ngày 21 tháng 7 rằng nhóm này tin rằng bà Harris là người phù hợp nhất để đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11. Cũng mới đây, hãng tin Mỹ Axios cho biết Tổng thống Joe Biden đã chần trừ việc từ bỏ chiến dịch tái tranh cử một phần vì lo ngại Phó Tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đánh bại ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Theo Axios, thông tin trên do ba trợ lý biết rõ các cuộc thảo luận gần đây về kế hoạch của tổng thống Biden tiết lộ. Lo lắng của ông đã phản ánh những hoài nghi của một số quan chức lãnh đạo Đảng Dân chủ về khả năng thắng cử của bà Harris. Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo rút lui, ông Biden đã công khai ủng hộ Phó tướng Harris thay mình làm ứng viên tổng thống đại diện Đảng Dân chủ trong tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Nhiều thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ, bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton, Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã lên tiếng ủng hộ bà Harris chỉ trong vài giờ sau thông báo của ông Biden. AOC cũng nhấn mạnh, tuần tới sẽ rất quan trọng để bà Harris, 59 tuổi, chứng minh những người nghi ngờ đã sai bằng cách nhanh chóng loại bỏ những đối thủ tiềm năng nhằm danh sự đề cử của Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ từ lâu đã tin rằng cách tốt nhất để đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là nhắc nhở người Mỹ rằng họ đã quay lưng lại với cựu tổng thống ngay từ đầu. Mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ chính thức của ông, nhưng sự hiện diện của Phó Tổng thống Kamala Harris có thể gây ra phản ứng như vậy. Ông Trump từ lâu đã thực hiện một chiến thuật cứng rắn chống lại các đối thủ chính trị của mình. Ông đặt câu hỏi về năng lượng của ông Jeb Bush, chiều cao của ông Marco Rubio và sự chân thành của ông Ron DeSantis. Các đồng minh của ông Trump đã nhắm vào thói quen ăn uống của ông DeSantis. Nhưng khi ông Trump áp dụng những chiến thuật tương tự với phụ nữ, điều này thường khiến ông phải chịu hậu quả. Vào năm 2015, khi trả lời phỏng vấn CNN, ông Donald Trump đã có những lời xúc phạm Megan Kelly, là nhà báo kiêm bình luận chính trị của kênh truyền hình Fox News, kênh truyền hình ưa thích của các thành viên Đảng Cộng hòa tại Mỹ. Ông cho rằng, cô đặt câu hỏi hóc búa với ông khi đang trong thời kỳ khó ở. Ông nói, "Bạn có thể thấy máu chảy ra từ đôi mắt của cô ta, máu chảy ra từ cô ấy ở khắp nơi." Khi đó, Megan Kelly giữ im lặng. Sau đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ, cựu giám đốc điều hành Hewlett Packard Fiorina đã có một khoảnh khắc bùng nổ khi được hỏi ông Trump đã xúc phạm ngoại hình của bà như thế nào. Bà Fiorina nói với một phóng viên của Rolling Stone rằng phụ nữ trên khắp đất nước này đã nghe rất rõ những gì ông Trump nói. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của bà Fiorina trên TV, ông Trump nói, hãy nhìn khuôn mặt đó, có ai bỏ phiếu cho điều đó không? Bạn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của vị tổng thống tiếp theo của chúng ta không? Nhiều năm sau, Việc ông Trump gọi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton là một người phụ nữ khó chịu vẫn là một lợi thế với Đảng Dân chủ. Xu hướng làm theo lời khuyên của Roy Cohn là đáp trả mạnh mẽ hơn chỉ khiến ông Trump lộ rõ bản chất hơn khi bị một người phụ nữ đối đầu. Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích ông Trump vì đã vượt quá giới hạn. Hơn 40 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã chỉ trích tổng thống Trump vào năm 2019 khi ông tấn công bốn thành viên nữ của cái gọi là đội, nói rằng họ nên quay trở lại nơi họ đến. Cả bốn đảng viên Dân Chủ, đại diện Alexandria Ocasio-Cortez của New York, Ayanna Presley của Massachusetts, Rashida Tlaib của Michigan và Ilhan Omar đều là công dân Mỹ. Omar sinh ra ở Somali, sau đó cô chạy trốn như một người tị nạn và di cư đến Mỹ. Khi đó, ông Trump nói rằng họ nên quay về quốc gia gốc gác của mình với đầy tham nhũng và thảm họa để giúp sửa sang thay vì phải dạy dân Mỹ cách vận hành đất nước. Đảng Dân Chủ từ lâu đã dẫn trước về số phiếu bầu từ phụ nữ, mặc dù ông Trump đã cải thiện được phần nào vị thế của mình với họ và thậm chí còn thu hẹp khoảng cách giới tính vào năm 2020. Theo tờ The New York Times, trước khi bỏ cuộc, ông Biden có khoảng cách nhỏ nhất trong số những ứng cử viên nữ của Đảng Dân Chủ kể từ năm 2004. Gần đây nhất, ông Trump đã chế giễu tên của cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, gọi cựu quan chức nội các của mình là đồ não chim và chế giễu chồng bà Michael vì đã vắng mặt trong chiến dịch tranh cử, mặc dù thực tế là ông đã có mặt vào thời điểm đó, những kẻ thù cũ của ông Trump đã biến các cuộc tấn công của ông thành lời kêu gọi tập hợp, một phản ứng mà bà Harris và các đồng minh của bà có thể sẽ sử dụng. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch tái tranh cử, sự chú ý ngay lập tức chuyển sang việc ai sẽ thay thế ông, danh tấm vé trở thành ứng viên tranh cử tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ. Với sự ủng hộ của Tổng thống Biden dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris kế nhiệm ông, một loạt đảng viên dân chủ có tiếng nói trên khắp cả nước hưởng ứng lời kêu gọi. Trong trường hợp bà Harris thống nhất được đảng đứng sau mình, bà sẽ cần một người đồng hành cùng liên danh tranh cử. Vậy đâu sẽ là ứng viên đảng dân chủ đã đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng cho ứng viên Harris? Đầu tiên, thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear, 46 tuổi. Ông mang đến tất cả những lợi ích chính trị của một đảng viên dân chủ miền Nam. Ông Beshear đã giành được chiến thắng thuyết phục ở một bang bảo thủ về thông điệp ủng hộ quyền sinh sản cũng như sự thay đổi thế hệ. Ông Beshear giành chiến thắng tái tranh cử ở bang Kentucky vào tháng 11 khi ông dẫn trước 5 điểm phần trăm tại bang mà Tổng thống Biden đã thua 26 điểm phần trăm vào năm 2020. Trong chương trình Morning Joe của MSNBC ngày 22 tháng 7, ông Beshear lên tiếng ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng. Khi được hỏi về việc trở thành người đồng hành tranh cử tiềm năng Ông trả lời, cách duy nhất để tôi cân nhắc điều gì đó khác ngoài công việc hiện tại là việc tôi tin rằng mình có thể giúp đỡ người dân của mình hơn nữa và giúp đỡ đất nước này. Thứ hai, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg, 42 tuổi, đã bất ngờ xuất hiện khi ông vọt lên vị trí dẫn đầu trong khu vực tranh cử Tổng thống bang Iowa vào năm 2020. Ông được các cử tri sơ bộ thán phục với trí thông minh vượt trội, câu chuyện cá nhân ý nghĩa và tài hùng biện. Ông Buttigieg, cựu thị trưởng South Bend, bang Indiana, đã đánh bại các đối thủ lâu đời hơn nhiều để giành chiến thắng trong các cuộc họp kín ở Iowa nhưng lại gặp khó khăn với các cử tri da màu. Ông đã từ bỏ cuộc đua để ủng hộ Tổng thống Biden. Trong chính quyền Tổng thống Biden, ông Buttigieg là một trong những người đại diện có năng lực và rõ ràng nhất cho người lãnh đạo Nhà Trắng, thường lên truyền hình để phát biểu thay mặt chính quyền, đặc biệt là về chính sách giao thông. Thứ ba, thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper, 67 tuổi, đã giành chiến thắng trong cả hai cuộc đua giành chức thống đốc trong những năm ông Trump còn làm tổng thống. Do bị giới hạn nhiệm kỳ nên ông Cooper không thể tái tranh cử năm nay. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với phó tổng thống Harris trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau khi tổng thống Biden tuyên bố dừng tranh cử. Thứ tư, Thượng nghị sĩ Mark Kelly đã hai lần giành chiến thắng trên toàn tiểu bang ở Arizona, một bang trong lịch sử thường nghiêng đỏ và có tính cạnh tranh cực cao. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thượng viện vào năm 2020 khi quyền kiểm soát quốc hội được quyết định bởi tỷ lệ tranh lệch rất mỏng. Ông lại giành chiến thắng vào năm 2022, bất chấp kỳ vọng của Đảng Cộng Hòa về làn sóng đỏ trong cuộc bầu cử giữa kỳ của một Tổng thống Đảng Dân Chủ. Thứ năm, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, 52 tuổi, giữ chức Thống đốc từ năm 2019. Trước đó, bà làm việc tại Hạ viện Michigan và Thượng viện Michigan. Michigan là một phần quan trọng trên con đường trở thành tổng thống của Tổng thống Biden vào năm 2020 sau khi ứng viên Hillary Clinton suýt mất kiểm soát bang này trong cuộc bầu cử 2016. Thống đốc Whitmer cũng bày tỏ sự ủng hộ với phó tổng thống Harris. Cuối cùng, thống đốc bang Maryland Westmore, 45 tuổi, trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Maryland vào năm 2023 và được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng cho những vị trí trong Nhà Trắng ở tương lai. Thống đốc Moore nói trong một bài đăng trên mạng xã hội sau tuyên bố của Tổng thống Biden rằng Tổng thống Biden đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp của mình để phục vụ người dân Mỹ. Di sản từ sự làm việc chăm chỉ, cống hiến, lạc quan và sức mạnh của ông ấy đã định hình quỹ đạo của đất nước chúng ta và khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Theo kết quả thăm dò của đài CNN và hãng tin AP công bố đêm 22 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã vận động đủ số đại biểu ủng hộ trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, chỉ trong 24 giờ sau khi tuyên bố tranh cử, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của 2.471 đại biểu Đảng Dân Chủ, vượt qua mức 1.976 đại biểu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đại biểu từ các bang California, New York, Louisiana, Maryland, Kentucky, Tennessee, Bắc Carolina, Nam Carolina, Wisconsin, Maine, Massachusetts, Iowa, Nam Dakota và Nevada. Theo kế hoạch, việc các đại biểu bỏ phiếu để công nhận bà Harris sẽ kết thúc vào trước ngày 7 tháng 8. Ngày 19 tháng 8, Đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội toàn quốc để chính thức xác nhận bà Harris là ứng viên tổng thống của đảng. Ủy ban quốc gia của Đảng Dân chủ cho biết, một cuộc bỏ phiếu điểm danh theo hình thức trực tuyến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8, nhằm hoàn tất quá trình đề cử đại diện của Đảng ra tranh cử tổng thống vào ngày mùng 7 tháng 8. Ủy ban này sẽ sử dụng một hệ thống bầu cử điện tử cho các đại biểu bỏ phiếu cho các ứng cử viên, những người buộc phải đáp ứng ba tiêu chí đó là đệ đơn ứng cử, đáp ứng các yêu cầu của Đảng và pháp lý để trở thành tổng thống và có được sự ủng hộ của ít nhất 300 đại biểu. Với không hơn 50 đại biểu từ một tiểu bang, nếu không có ứng cử viên nào đạt được ngưỡng 300 đại biểu, các ứng cử viên sẽ có cơ hội được vận động các đại biểu và công chúng. Đại hội toàn quốc tại thành phố Chicago từ ngày 19 tháng 8 tới ngày 22 tháng 8 sẽ là nơi bà Harris có bài phát biểu nhận đề cử nếu được Đảng Dân chủ chính thức giới thiệu trước đó. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất của CBS News, Gallup, ngày càng có nhiều thành viên Đảng Dân chủ cảm thấy lạc quan về cơ hội chiến thắng. Trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, sau khi Tổng thống Biden rút lui và ủng hộ phó Tổng thống Harris ra tranh cử, 83% số người được hỏi ủng hộ việc Tổng thống Biden rút lui, trong khi con số phản đối là 17%. 45% các cử tri dân chủ đã đăng ký bỏ phiếu cho rằng cơ hội đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump là tốt hơn khi Tổng thống Biden đã rút lui. 80% cho rằng Đảng Dân chủ nên đề cử bà Harris làm đại diện đảng ra tranh cử tổng thống trong khi 21% cho rằng đảng nên lựa chọn một ứng cử viên khác. Theo CNN, Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm ứng viên liên danh tranh cử với bà Harris ở vị trí phó tổng thống. CNN dẫn nguồn tin rằng các luật sư Đảng Dân Chủ đang bắt đầu khảo sát những ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng. Theo nguồn tin, thống đốc bang Bắc Carolina, ông Roy Cooper, thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro và thượng nghị sĩ Mark Kelly của bang Arizona nằm trong số những đảng viên dân chủ được yêu cầu nộp thông tin về tài chính, lịch sử gia đình và các thông tin cá nhân khác. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời cuộc đua, ông Donald Trump đã nhanh chóng chuyển cỗ máy tấn công sang phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tái tập trung chiến dịch nhắm vào bà Harris, ông phải đối mặt với một vụ việc khó xử, tấm xét trị giá 5.000 đô la Mỹ đề ngày 26 tháng 9 năm 2011, có chữ ký đặc biệt của ông Trump và được thanh toán cho một tổng trưởng lý bang Kamala D. Harris. Trong vòng vài giờ sau quyết định lịch sử của ông Biden được đưa ra, khoản quyên góp khó chịu của ông Trump được nhắc lại trên mạng xã hội. Ông James Moskowitz, một nghị sĩ đảng Dân Chủ đến từ Florida, đã đăng bức ảnh về tờ xét trên mạng xã hội X với dòng chữ một khoản đầu tư khôn ngoan. Còn ông Michael Steele, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa nói đùa khi ông Trump viết tấm xét đó để bầu lại cho bà Kamala Harris vào năm 2011. Tôi cá ông ấy không nghĩ số tiền sẽ được rút vào năm 2024. Trên thực tế, khoản quyên góp 5.000 đô la Mỹ chỉ là một trong số những món quà mà gia đình ông Trump dành cho bà Harris vào thời điểm bà đang giữ chức vụ đứng đầu cơ quan tư pháp bang. Hồ sơ cũng cung cấp thông tin chi tiết về khoản xét 1.000 đô la Mỹ khác từ ông Trump cho bà Harris từ tháng 2 năm 2013 khi bà bắt đầu chiến dịch tái tranh cử. Con gái Ivanka của ông Trump cũng có tên trong cơ sở dữ liệu là đã trao cho Ủy ban Tái tranh cử của bà 2.000 đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2014. Đi sâu vào các tài liệu của tòa án, kênh này đưa tin rằng ông Trump đã thực hiện khoản thanh toán theo yêu cầu của công tố viên hàng đầu lúc bấy giờ của New York, Eric Schneiderman, người đã tổ chức một buổi gây quỹ cho bà Harris vào tháng 9 năm 2011. Trái ngược với lời châm biến của ông Steele trên mạng xã hội, bà Harris sẽ không thể chi 5.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Như Sacramento Bee đã đưa tin vào năm 2020, bà đã tặng toàn bộ số tiền 6.000 đô la Mỹ trên. Không chỉ bà Harris, ông Trump từng thừa nhận ông quyên góp cho nhiều thành viên khác của Đảng Dân Chủ. Theo nhóm nghiên cứu tài chính Open Secrets của Mỹ, ông Trump đã quyên góp 1.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Joe Biden, Tổng thống Mỹ hiện nay vào năm 2001. Ngoài ra, ông Trump cũng đóng góp một số khoản tiền khác cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton trong giai đoạn 2006-2007. Theo hãng tin AFP, ngày 22 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Chiller có phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ liên quan vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Điều trần trước Ủy ban Giám sát và trách nhiệm của Hạ viện Mỹ, bà Chiller nhấn mạnh sứ mệnh của cơ quan mật vụ là bảo vệ các lãnh đạo của nước Mỹ, đồng thời thừa nhận vào ngày 13 tháng 7 chúng tôi đã thất bại. Bà Chiller nói là giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ một sai sót an ninh nào. Đồng thời, bà Chiller gọi vụ ám sát bất thành nhằm đến ông Trump và khiến ông bị thương ở tay phải là thất bại nghiêm trọng nhất của cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ. Trước những cáo buộc của Đảng Cộng hòa Mỹ về việc mật vụ Mỹ không hỗ trợ các nguồn lực để bảo vệ ông Trump, bà Chiller khẳng định an ninh cho vị cựu tổng thống này đã tăng cường trước vụ xả súng. Bà Chile nói, mức độ an ninh được cung cấp cho cựu tổng thống đã tăng lên rất nhiều trước chiến dịch tranh cử và ngày càng tăng lên khi các mối đe dọa gia tăng. Sứ mệnh của chúng tôi không mang tính chính trị, đó là vấn đề mạng sống con người. Bà Chile nhấn mạnh rằng, cơ quan mật vụ đã cung cấp dịch vụ an ninh tại buổi vận động tranh cử theo yêu cầu từ đội ngũ của ông Trump. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan mật vụ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tình hình an ninh tại sự kiện ngày 13 tháng 7 cho biết cơ quan mật vụ đang tiến hành điều tra nội bộ và sẽ có kết quả trong vòng 60 ngày. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều bác bỏ ý tưởng điều tra 60 ngày và cáo buộc bà Schiller cản trở quốc hội làm nhiệm vụ. Tại phiên điều trần, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã kêu gọi bà Schiller từ chức. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer thuộc Đảng Cộng Hòa và Hạ nghị sĩ Dân Chủ Jamie Raskin đều kêu gọi bà Schiller từ chức. Ông Comer nói, dù Ủy ban này không nổi tiếng với mô hình lưỡng đảng, nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã nhất trí với nhau trong sự thất vọng của mình. Chúng tôi không tin rằng bà có thể lãnh đạo cơ quan mật vụ. Trong khi đó, ông Raskin nói rằng bà Chuyên đã mất đi lòng tin của Quốc hội vào thời điểm rất cấp bách và nhạy cảm trong lịch sử đất nước. Về phần mình, Giám đốc cơ quan mật vụ nhiều lần từ chối những lời kêu gọi từ chức. Theo bà Chuyên tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất để lãnh đạo cơ quan mật vụ vào thời điểm này. Hôm 23 tháng 7, Truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích Mỹ về cuộc bầu cử tổng thống của nước này và thể hiện nghi ngờ về khả năng đối thoại giữa hai bên trong tương lai, bất chấp kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. Bài viết không ghi tên tác giả đăng trên KCNA cho rằng căng thẳng giữa Đảng dân chủ và Cộng hòa đang dối bởi vì những đấu đá nội bộ. Bài viết cho rằng, đối thoại mà mang theo âm mưu nham hiểm hay đối thoại như một sự mở rộng đối đầu thì ngay từ đầu không nên diễn ra. Bài viết cũng đề cập đến những phát biểu gần đây của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Vào tuần trước, phát biểu sau khi chấp nhận đề cử trở thành đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử vào nhà trắng vào tháng 11 tới, cựu tổng thống Donald Trump nói: "Tôi rất hòa hợp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tôi nghĩ ông Kim cũng nhớ tôi và mong tôi trở lại nhà trắng." Vị cựu tổng thống 78 tuổi cũng tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn các vụ phóng tên lửa hiện tại của Triều Tiên, như đã từng làm khi lãnh đạo nước Mỹ. Korea Hurran dẫn lời ông Trump: "Tôi và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp." Phát biểu trước đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, ông Trump tự nhận mình là người phù hợp để chấm dứt xung đột, có thể giải quyết những phức tạp về địa chính trị liên quan đến Nga và Triều Tiên chỉ bằng một cú điện thoại. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Hàn Quốc John Suk Yeol có thể phải thay đổi chính sách đối ngoại vốn đang phù hợp với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Giáo sư khoa học chính trị Ha chang yong của Đại học Sogang Hàn Quốc cho rằng nếu đắc cử vào tháng 11, Ông Trump có thể yêu cầu Seoul xem xét lại hoàn toàn chính sách đối ngoại đã công bố công khai, bao gồm cả cách xử lý vấn đề Triều Tiên. Giáo sư Hà nhận định, Seoul cũng phải xem xét liệu họ có nên tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine hay không và liệu họ có thể tiếp tục làm như vậy hay không nếu ông Trump quyết định không hỗ trợ Ukraine. Trong khi thừa nhận những nỗ lực của ông Trump nhằm xây dựng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 của ông, bài viết của Bình Nhưỡng cho rằng không có thay đổi tích cực đáng kể nào diễn ra từ đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden đột ngột rút khỏi cuộc bầu cử năm nay và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 21 tháng 7. Theo các nhà phân tích, nếu được đề cử, bà Harris tiếp nối chính sách về Trung Quốc của ông Biden trong chiến dịch tranh cử. Bà Harris được xem là người cứng rắn trong các vấn đề như nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương của Trung Quốc, cũng như chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Washington. Bà đã tăng cường liên lạc với các đối tác của Mỹ trong khu vực và cam kết sự ủng hộ của Mỹ nhằm chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà Harris từng gặp nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan William Lai Tê tại Honduras vào năm 2022 và không ngần ngại duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với hòn đảo này. Bà Harris cũng tích cực ủng hộ đạo luật CHIPS và khoa học của Mỹ để cạnh tranh với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Shen Dingli, một nhà phân tích quan hệ quốc tế tại Thượng Hải Trung Quốc cho biết vẫn còn chưa rõ chính sách đối ngoại của bà Harris sẽ khác biệt như thế nào vì bà chủ yếu đã phản ánh chính sách đối ngoại của ông Biden trên sân khấu quốc tế. Ông Shen nói, Tuy nhiên, để nâng cao cơ hội của mình trong một chiến dịch bầu cử đầy căng thẳng, bà Harris có thể đề xuất các chính sách cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, bao gồm việc áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, tương tự như những gì cựu tổng thống Donald Trump đã thực hiện. Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 60% đối với tất cả các hàng hóa Trung Quốc nếu ông tái đắc cử, bao gồm cả mức thuế lên đến 200% đối với xe điện Trung Quốc. Các xe điện Trung Quốc hiện đang phải chịu thuế 100% dưới thời ông Biden, như một phần của gói thuế trị giá 18 tỷ đô la Mỹ áp đặt với Bắc Kinh vào tháng 5. Ông Shen nhận định, bà Harris sẽ làm điều đó thậm chí còn khắc nghiệt hơn tổng thống Biden để cạnh tranh với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Qua đó, bà có thể tuyên bố với cử tri và Đảng Dân chủ rằng bà có thể đối phó với Trung Quốc một cách cứng rắn hơn so với bất kỳ ứng viên nào. Dù vậy, ông Shen cho rằng Đảng Dân chủ khó có thể chiến thắng vào tháng 11, ngay cả với ứng viên Harris, người mà ông tin ít cơ hội đánh bại ông Trump hơn tổng thống Biden. In Attention, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Tahe, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết Việc ông Biden rút lui là kịch bản tốt nhất để Đảng Dân Chủ tăng cơ hội bầu cử của họ, nhưng chuyên gia này nghi ngờ khả năng lãnh đạo của bà Harris do thành tích không tốt trong nước. Trong thời gian làm Tổng trưởng lý bang California vào năm 2014, bà Harris đã phê duyệt một đạo luật gây tranh cãi, biến việc trộm các món đồ có giá trị dưới 950 đô la Mỹ thành tội nhẹ. Bà cũng đã bị đặt ra những câu hỏi về phong cách lãnh đạo của mình với việc nhân viên rời bỏ văn phòng của bà được báo cáo vào năm 2021. Về chính sách với Trung Quốc, Tenzin cho biết bà Harris chưa thể hiện bất kỳ tầm nhìn chính sách đặc biệt nào với tư cách là phó tổng thống vì không có sự khác biệt giữa quan điểm của bà và ông Biden. Bên cạnh đó, với những báo cáo trước đây về các vấn đề với đội ngũ nhân viên của bà Harris, Tenzin tự hỏi có bao nhiêu người trong nội các của ông Biden phụ trách chính sách Trung Quốc, chẳng hạn như các nhà ngoại giao Antony Blinken và Kurt Campbell sẽ muốn làm việc với bà. Hungary hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của Hội đồng EU, cơ quan xác định các ưu tiên và định hướng chính trị chung của khối. Thủ tướng Hungary Orbán đã xúc tiến những gì ông coi là sứ mệnh hòa bình Ukraine vào đầu tháng này nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng ở châu Âu bằng cách tiếp xúc với năm chủ thể chính gồm Ukraine, Nga, Trung Quốc, EU và Mỹ. Trong quá trình đó, ông Orbán đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, khiến các nhà lãnh đạo EU tức giận. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn mới với Nhật báo Hurriyet, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kể lại cuộc gặp của mình với ông Oban bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington, nước Mỹ, hồi đầu tháng 7. Nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi ông Erdogan cùng tham gia nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. song ông Erdogan đề nghị kiên nhẫn và bày tỏ hy vọng khi thời điểm đến sẽ cùng nhau làm những gì cần thiết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thêm, Thủ tướng Hungary cũng chia sẻ kế hoạch tới gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tái chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Erdogan kể, các lãnh đạo EU bắt đầu chỉ trích ông Viktor Orbán gay gắt. Như bạn biết đấy, ông Orbán đã đến Kiev rồi tới Moscow và họ đã lên án ông ấy. Ông Orbán sau đó đến Trung Quốc và cũng bị chỉ trích theo cách tương tự. Nghị viện châu Âu tuần trước đã lên án chuyến thăm Nga của ông Orbán, mô tả đây là sự vi phạm trắng trợn các hiệp ước và chính sách đối ngoại chung của EU. Ông Erdogan nói hiện họ đang tính toán cách loại Hungary khỏi vị trí chủ tịch EU. Mâu thuẫn giữa EU và Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell, thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại Bruxelles, Bỉ, thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp ngày 22 tháng 7 của các ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Ông Borrell cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra ở Budapest vào cuối tháng 8 sẽ được chuyển đến tổ chức tại Bruxelles. Theo các quan chức tại cuộc họp vừa diễn ra ở Bruxelles, nhiều ngoại trưởng nước thành viên EU đã thể hiện lập trường trái ngược với ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Joseph Borrell cho biết gần như tất cả các quốc gia thành viên ngoại trừ Slovakia đều phản đối động thái riêng của Hungary. Lầu Năm Góc cho biết trong chiến lược Bắc Cực mới, Bắc Cực trở thành khu vực đối đầu chiến lược của Mỹ. Cụ thể, Lầu Năm Góc cho hay những thay đổi lớn về địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu về cách tiếp cận chiến lược mới này đối với Bắc Cực. Theo chiến lược Bắc Cực mới của Mỹ, những thay đổi bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga cũng như những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Chiến lược Bắc Cực mới cũng chỉ ra khu vực ngày càng dễ tiếp cận này đang trở thành địa điểm cho sự cạnh tranh chiến lược và Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với thách thức cùng với các đồng minh và đối tác. Theo chiến lược Bắc Cực, những thay đổi này báo hiệu một môi trường an ninh Bắc Cực mới, năng động hơn. Chúng cũng có khả năng thay đổi bức tranh ổn định ở khu vực và nhiều mối đe dọa đối với Bắc Cực. Chiến lược của Mỹ cũng nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực Bắc Cực, nơi Washington hy vọng sẽ bảo vệ được lợi ích quốc gia. Chiến lược lầu năm góc nêu Chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra sự cần thiết tăng cường năng lực ở Bắc cực, thúc đẩy hợp tác với các đồng minh và đối tác, đồng thời tập trận để xây dựng khả năng sẵn sàng cho các hoạt động ứng phó. Theo chiến lược Bắc cực của Lầu Năm Góc, Mỹ cần tăng cường năng lực và đầu tư vào việc chia sẻ thông tin và tình báo với các đồng minh để cải thiện sự hiểu biết về môi trường hoạt động và tăng cường năng lực quản lý rủi ro. Lầu Năm Góc mong đợi sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác cũng như chính quyền địa phương và ngành công nghiệp để cung cấp khả năng gian đe tích hợp và tăng cường an ninh chung. Ngoài ra, chiến lược cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hiện diện ở Bắc Cực bằng cách huấn luyện độc lập và cùng với các đồng minh và đối tác để chứng minh khả năng tương tác và năng lực chung đáng tin cậy. Chiến lược trên của Mỹ được ban hành trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây ở Bắc Cực đã gia tăng đáng kể khi Moscow chỉ trích những tuyên bố của Washington về khu vực này cũng như việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự. Theo nhận định của Paul Goebbels, chuyên gia về Á-Âu, từng là giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế ở Jamaica vào cuối tháng 3, ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực, Hiệp ước Luật Biển, bác bỏ thỏa thuận Baker Xôvagnas năm 1990 liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.